Chủ đề ngày hôm nay, admin sẽ cùng các bạn tìm hiểu về các chức danh trong công ty. Qua chủ đề ngày hôm nay, chúng ta sẽ biết cách gọi một số những chức danh quan trọng trong một công ty. Dĩ nhiên ở trong thực tế thì tùy vào quy mô lớn nhỏ của một công ty thì sẽ có những chức danh khác nhau, có những vị trí khác nhau. Thì trong trường hợp thực tế các bạn phải linh động để có thể sử dụng tốt. Không dài dòng nữa, chúng ta cùng tìm hiểu một số chức danh trong một công ty. Chức danh thứ nhất đó là chủ tịch hội đồng quản trị. Ờ, chủ tịch hội đồng quản trị, đây là người, các bạn hay gọi chung đó chính là ông chủ đấy, là người có tiền đấy, người bỏ tiền ra ờ, Người nhiều tiền nhất trong công ty đấy là chủ tịch hội đồng quản trị Chúng ta đọc là tổng sư trảng, tổng sư trảng, tổng sư trảng, à, tổng sư trưởng đó là chủ tịch hội đồng quản trị Hay nói cách khác đó chính là lão bản, lão bản, đúng không? Nếu những xưởng nhỏ thì chúng ta hay gọi là lão bản thôi nhưng những công ty nó quy mô rất là lớn ấy, thì sẽ người ta sẽ gọi là tổng sư trạng được chưa và phó chủ tịch phó chủ tịch thì chúng ta sẽ thêm chữ phụ 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 là phó à, Phủ phụ là phụ phụ nghĩa là phó đấy như vậy chúng ta chỉ thêm chữ phụ đằng trước là phụ tổng sư trạng phụ tổng sư trạng phụ tổng sư trạng được chưa ngoài ra có một tên nữa đó là tổng trái tổng trái là chủ tịch tổng trái tổng trái phu tổng trái phu tổng trái tổng giám đốc giám đốc là chủng chinh lý chủng chinh lý chủng chinh lý nó chủng chinh lý chinh lý là giám đốc vậy là chủng là tổng chủng chinh lý là tổng giám đốc Vậy là phó tổng giám đốc thì chúng ta chỉ cần thêm chữ phủ phủ ở phía trước là được đúng không? Giờ sẽ đọc là phủ chủng trinh lý, phủ chủng trinh lý, phủ chủng trinh lý, lý, phó tổng giám đốc. Tiếp tục một chức danh nữa là chứ xính trạng, chứ xính trạng, chứ xính trạng, à, chứ xính trạng. Đó là giám đốc điều hành và bên dưới nữa là trinh lý trinh lý là giám đốc à, có thể là giám đốc từng bộ phận khác nhau ấy, nhỏ hơn cái vị trí tổng giám đốc này thì có những giám đốc nhỏ hơn gọi là trinh lý giám đốc phó giám đốc là phu lý phu lý phu lý phó giám đốc có một từ nữa là xía lý xía lý xía lý xía lý có thể hiểu là cũng là trợ lý hoặc là phó giám đốc xía lý xiang lý xiang lý xiang lý xiang lý cũng có nghĩa là trợ lý giám đốc chu trưởng chu trưởng chu trưởng chu trưởng là trưởng ban trưởng phòng trưởng phòng trưởng ban ấy chu tráng phụ trụ trưởng phụ trưởng phụ trưởng phụ trưởng là phó phòng trợ lý đặc biệt có thể nói là thừa bía chu lý thừa bía chu lý thừa bía đặc biệt chu lý là trợ lý thừa bía chu lý trợ lý đặc biệt rồi đến một vị trí nữa là khưa trưởng khưa trưởng khưa tráng khưa tráng. đó là giám đốc bộ phận và trưởng phòng khưa tráng phó phòng phó phòng là phụ khưa tráng phụ khưa tráng phụ khưa tráng rồi một vị trí nữa là chủ nhân chủ nhân chủ nhân à, chủ nhân chủ nhiệm à, chủ phó chủ nhiệm thì đọc là phụ chủ nhân phụ chủ nhân phụ chủ nhân à, trợ lý Chú lý Chú lý chủ lý trợ lý. Lý. lý thư ký mi su mi su mi su à, mi là thư ký trưởng nhóm trưởng nhóm có thể nói là lĩnh ban lệnh ban lệnh ban là trưởng nhóm hoặc là ban trưởng nhé ban trưởng cũng là trưởng nhóm đấy trưởng ca đấy rồi đến tổ phó nó tổ trưởng thiết là tổ trưởng là chú trưởng chú trưởng chú trưởng chú trưởng là tổ trưởng tổ phó gọi là phụ chú trưởng phụ chú trưởng phụ chú trưởng bộ phận quản lý quản lý sư quản lý sư à, quản lý sư quản lý sư là bộ phận quản lý rồi, phó quản lý là phụ quản lý sư, phụ quản lý sư, phụ quản lý sư. Quản trị viên, quản lý yến, quản lý yến, quản lý doanh, à, quản lý yến. Kỹ sư, kỹ sư là công trình sư, công chứng sư, công trình sư là kỹ sư. Chuyên gia, chuyên gia, chuyên gia chuyên duyên à, chuyên duyên kỹ sư hệ thống này à, sĩ si thống công trình sư sĩ si thống công trình sư có thêm chữ sĩ si thống sĩ si thống nó nghĩa là hệ thống đúng không sĩ si thống công trình sư là kỹ sư hệ thống kỹ thuật viên là chi sư yến chi sư yến là, chi yến, là, chi yến. Là, chi yến. Là, là kỹ thuật viên rồi có một vị trí nữa là chữa hoa công chứng sư chữa hoa chữa hoa là nó về kế hoạch chữa hoa công chứng sư là kỹ sư kế hoạch rồi kỹ sư trưởng thì có thể nói là, <laughs> là... chủ nhân công chứng sư chủ nhân công chứng sư chủ nhân là chủ nhiệm đúng không công chứng sư là kỹ sư như vậy là chủ dân công chứng sư Chúng ta hiểu là kỹ sư trưởng, người chủ nhiệm, một nhóm Rồi có cả kỹ sư dự án Đọc là chuyên an công chứng sư chuyên an công chứng sư chuyên an công chứng sư Kỹ thuật viên cao cấp Ở cao trí chi sư duyên Chúng ta vừa học cái từ chi sư duyên đúng không? Chi su là kỹ thuật này duyên là là nhân viên đấy là viên đấy Chi su duyên là là kỹ thuật viên đúng không cao trí là cao cấp như vậy cao trí chỉ su duyên là kỹ thuật viên cao cấp cụ ơn công chứng sư cụ ơn công chứng sư cụ ơn cố vấn và tư vấn như vậy cụ ơn công chứng sư là kỹ sư tư vấn rồi cao chí công chứng sư cao chí công chứng sư cao chí công chứng sư kỹ sư cao cấp phụ công chứng sư phụ công trấn sư chúng ta hiểu là kỹ sư liên kết mọi người không phải là một một kỹ sư chính trong cái nhiệm vụ đó nhưng mà là phụ công chứng sư chủ lý kỹ sư viên trợ lý kỹ thuật viên trợ lý trợ lý đúng không trợ lý kỹ thuật viên hiểu là trợ lý kỹ thuật nhân viên tác nghiệp đọc là trợ lý viên trợ lý viên trợ lý viên là nhân viên tác nghiệp nhân viên bình thường đọc là chú viên chú viên chú viên viên là nhân viên xưởng trưởng đọc là quá Tráng trạng Tráng trạng Tráng trạng trưởng xưởng Phó xưởng là Phu tráng trạng Phu tráng trạng Thực tập sinh Sứ xí sân Sứ xí sân à, Sứ xí sân là thực tập sinh Thì mình thấy có khá là nhiều Những vị trí Khá là nhiều vị trí khác nhau trong một công ty dĩ nhiên là tùy vào công ty mình đã nói trước rồi, tùy vào công ty có những cái vị trí vị trí khác nhau thực tế. thì qua đây thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái sơ đồ mình thấy là những vị trí này thường thì khá là cơ bản, cơ bản nhất trong một công ty Đấy, thì thường sẽ có thường sẽ có nhé chứ không phải sẽ như thế này các bạn nhé. thì mình sẽ mình thấy có một số công ty có vị trí cơ bản như thế này nên mình sẽ giới thiệu luôn cho các bạn để các bạn có thể tham khảo. Vì những vị trí này hầu như hết là những công ty lớn sẽ có ví dụ như là chủ tịch hội đồng quản trị chắc chắn là sẽ có rồi đó chính là ông chủ đúng không lão bạn chúng đọc là tổng sư trưởng tổng sư trưởng là chủ tịch hội đồng quản trị rồi thì cái ông này thì ông này không trực tiếp điều hành mà ông này chỉ ông này sẽ phải thuê một người khác điều hành đó chính là tổng giám đốc đọc là tổng sinh lý tổng sinh lý đây ông này chính là người đi làm thuê cho ông này và điều hành cái công ty này tổng Trinh lý và dưới tổng giám đốc thì sẽ có những giám đốc bộ phận khác nhau. Ví dụ như là thì gọi là Trinh lý thôi, nhưng mà có rất nhiều bộ phận thì mỗi bộ phận sẽ có một người quản lý thì đọc là Trinh lý. Hoặc cũng có một một uh, giám đốc dưới tổng tổng Trinh lý đó là rấn sự Trinh lý, ví dụ như vậy. Rấn sự Trinh lý, Rấn sự là nhân sự, như vậy là giám đốc nhân sự nào là rấn sự Trinh lý đúng không? Rồi về các xưởng rồi đúng không? Về các xưởng thì có một giám đốc rồi đúng không? Thì dưới giám đốc đó thì sẽ có một người gọi là trưởng phòng, đó là khưa trưởng. Cái người này sẽ nhận trong cái xưởng đó cũng to chỉ nhỏ hơn ông giám đốc này thôi là khưa trưởng, à, khư trưởng. Rồi dưới khưa trưởng thì có thể là sẽ có chủ nhân, chủ nhân là chủ nhiệm, chủ nhân là chủ nhiệm. Rồi dưới chủ nhiệm thì sẽ có chú trưởng, chú trưởng là tổ trưởng chú trạng là tổ trưởng rồi dưới tổ trưởng thì có những ca kíp khác nhau mỗi một ca ví dụ như có các trưởng ca đó thì gọi là lĩnh pan lĩnh pan hoặc là pan trạng nhé lĩnh pan hoặc pan trạng và dưới pan trạng chính là nhân viên đọc là rén rén hoặc là chú rén đấy như vậy là mình thấy cái sơ đồ này thì hầu hết là những công ty nói về xưởng sản xuất thì đều sẽ có những vị trí này các bạn nhé đầu tiên là chủ tịch hội đồng quản trị rồi đến tổng giám đốc rồi đến giám đốc các các xưởng nhỏ hơn đấy các bộ phận đấy rồi đến trưởng phòng chủ nhiệm tổ trưởng trưởng ca rồi đến nhân viên và mình thấy bài này thì nó khá là phức tạp cho nên là bạn nào mà muốn nhận cái bản pdf để các bạn có thể tham khảo thêm thì các bạn để gmail bên dưới các bạn nhớ nhé để gmail bên dưới mình sẽ check mail cho các bạn cảm ơn các bạn đã theo dõi